Ông chú John Wick bỏ nghề sát thủ qua độ chó trước bọt biển dễ thương này, thật là ảo quá đi. Sau khi lấy lại được công thức nấu ăn hamburger siêu cấp VIP Pro, bọt biển đã tậu cho mình một em sen có tên Gary, cậu rất quý thằng nhỏ, dắt nó đi dạo nè, đi đái bậy ở cột cứu hỏa, tập yoga các kiểu con đà điểu. Như mọi ngày, bọt biển lại đi làm tại quán Kabibati, quán ăn vẫn đông khách như ngày nào. Từ xa, tên Lon Ton thì vẫn lăm le kế hoạch ăn cắp công thức hamburger. Đến giờ thì hắn có tới hơn 3.000 lần thất bại. Mỗi lần đó, cô robot Kazen lại chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Cô nói rằng nguyên nhân thất bại của Lon Ton đều do bọt biển gây ra hết, cần phải trừng trị hắn một cách thích đáng mới được. Cô Sóc Sandy hôm nay mang đến cho ông cua một loại robot mới. Nó có thể quản lý nhà hàng ngon nghẻ không khác gì ông cua. Nó tên là Otto, ngon luôn. Nếu như vậy thì giờ ông khỏi cần làm việc nữa. Nhưng Sóc vừa mới đi thì nó lên nắm quyền muốn đuổi ông cua đi. Ông cua bực qué thế là ném nó đi luôn. Robot bị bay đến thùng rác nhà Lon Ton, đến tối nhà hàng đóng cửa. Ông cua sai bọt biển ở lại để lau dọn bếp núc sạch sẽ. Bọt biển vâng lời, cậu dùng thân của mình như cái rẻ lau để làm sạch mọi thứ. Lau một lúc đã xong, bọt biển đi về mà không biết rằng tên Lon Ton đã đột nhập vào hũ dưa chuột. Từ khi nào, hắn lén lút đi tới chiếc hamburger cuối cùng của ngày hôm nay, lấy một mẩu thịt của nó rồi đưa vào máy phân tích. Vậy là hắn đã có công thức hamburger siêu cấp VIP Pro. Đang sung sướng thì đột nhiên bọt biển mở cửa khiến Lon Ton đánh rơi tờ công thức. Thằng cu quên thìa khóa nên quay lại lấy. Mà cha thằng này lúc nào cũng phá đám mình. Lon Ton nhảy bắt lấy tờ công thức nhưng lại vô tình rơi vô chảo dầu sôi. Hắn biết rằng mình phải xử bọt biển trước thì mọi kế hoạch mới trơn tru. Ở đâu đó Đại Tây Dương, chúng ta có hoàng đế Poseidon, vị vua của Thất Hải. Có điều là ông nội này hơi đồng bóng một chút. Ông thích chăm sóc làn da của mình như da em bé bằng cách sử dụng chất nhầy của sên. Nhưng do dùng nhiều quá nên loài sên biển đã tuyệt chủng gần hết luôn. Ông rất sợ mình trở nên xấu xí. Thế là Poseidon ban lệnh, chỉ cần ai ở Thất Hải mang sên về đây, ông sẽ ban một ân huệ. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến tai Lon Ton. Hắn nhận ra bọt biển có một con sên nuôi. Thế là hắn ăn luôn sên con đi mất tiêu. Bọt biển đi làm về, cậu hoảng hốt khi không thấy Gary đâu. Cậu đi dán tờ rơi khắp mọi nơi trong thành phố Kitty với mong muốn tìm được Gary. Sên con là người bạn thân nhất của cậu. Nhìn bức ảnh mà lòng đau như cắt, ký ức vui vẻ ngày nào nay còn đâu. Bà Trích đến, cậu chia buồn cùng bọt biển. Cậu vô tình nhìn thấy giấy thông háo từ nhà vua Poseidon. Có lẽ đã có ai đó bắt Gary đi. Vậy là sên con đang ở vương quốc Atlantic. Mặc dù bọt biển không có dũng cảm nhưng vì tình bạn bè thân thiết, cậu sẽ đến đó và cứu Gary. Bà Trích cũng muốn đi cùng cậu. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì tên Lon Ton xuất hiện với con ô tô tự chế. Robot Otto cũng đi theo. Hắn nói rằng Otto có thể đưa hai người đến vương quốc Atlantic. Bọt biển và Ba Trích không do dự nhảy lên xe. Lon Ton muốn giúp vì hắn muốn bọt biển tránh xa khỏi vùng đất này, thuận tiện cho việc trông công thức. Thế là hai người bạn bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Gary. Dự báo là sẽ an toàn lắm đây. Sau khi bọt biển ra đi tìm đường cứu nước, nhà hàng của ông cua không còn đầu bếp nữa. Khách hàng biểu tình đòi ăn hamburger, bạo loạn khủng bố ngáo cần lại xuất hiện. Ở bên này, hai thằng cu vẫn đang được Otto chở đi. Mà thế quái nào lại lạc vào một thị trấn hẻo lánh, như những vùng quê có cao bồi đấu súng. Hai cậu xuống xe, con robot nó cũng lẩn đi luôn. Tại đây bọt biển và Ba Trích gặp cậu bé bút chì John Wick. Ông nói muốn thúc tiệp đi tìm Gary thì phải nhận lấy một thử thách. John nôn ra một đồng xu, chưa kịp nói gì thì mấy thằng cu đã mang nó vào trong quán bar rồi. Tại đây đột nhiên xuất hiện những zombie hải tặc đã chết từ lâu. John nói rằng nhiệm vụ của hai người là giải thoát linh hồn của những xác sống này. Đang nói chuyện thì sấm sét đánh xuống, thuyền trưởng của bọn chúng đến đó. John Wick bỏ lại hai người chạy thoát thân. El Diablo đã đến, bọt biển bị nhốt lại trong lồng. Hắn sẽ xử cả hai cậu luôn vì dám bén mảng đến đây. Hắn bắn tia laser xuyên thủng cái lồng. Hai thằng cu bị hắn cầm dao đâm như điên. Bất ngờ ánh nắng mặt trời tia vào khiến tay hắn bị bỏng. À há, có vẻ hay. Bọt biển mở cái đem to ra, cả cơ thể của El Diablo bốc cháy thành than luôn. Gòi xong chạy phải trốn khỏi đây thôi. Ai ngờ rằng những hải tặc ở đây lại cảm ơn cậu vì đã giải thoát họ khỏi tên El Diablo. Game dễ vậy thôi à? Thế là hai người xách đít khỏi đây. Tên El Diablo hiện nguyên hình đuổi theo. Otto bứt tốc một lúc mới cắt đuôi được hắn. Vì đã hoàn thành thử thách nên John Wick đưa cho bọt biển cửa sổ thần kỳ. Cậu có thể nhìn thấy Gary. Giờ nó đang bị chát lên mặt vua Poseidon rồi. Phải nhanh tới cứu nó thôi. Lon Ton lúc này đột nhập vào nhà hàng. Hắn bảo ông cua mau giao nộp công thức. Thế là ông đưa luôn. Mất bọt biển nên ông cua không còn động lực để làm nữa. Ơ nhạt nhẽo vãi trưởng thế nhỉ. Nhóm của bọt biển cuối cùng đã tới được vương quốc Atlantic. Cậu cảm ơn John Wick đã giúp. Mới vào đến cổng thì hai thằng cu đã bị mê mẩn bởi những trò chơi giải trí ở đây, lại còn đú đởn chơi cờ bạc nữa chứ, quẩy DJ các kiểu. Sáng hôm sau cả lũ tỉnh dậy ở bãi rác. John Wick tới và gọi dậy. Làm ăn kiểu éo gì bảo đi cứu sen con mà lại đi quẩy thế này ạ? Ngay trước mắt họ là cung điện Poseidon. Bà Trích cùng bọt biển lái con xe đạp điện vào trong, thế vẹo nào lại phóng thẳng vào trong buổi hòa nhạc của vua Poseidon. Hai thằng cu lao tới, bọt biển cố gắng giành lại Gary nhưng không được. Hai cậu lại còn bị quân lính của nhà vua bắt lại nữa.
Tại thị trấn, mọi người cũng vừa hay thông tin Bọt Biển và Ba Trích bị bắt, một ngày nữa thôi hai cậu sẽ bị hành quyết, thế là cả lũ lại phải bắt tay đi cứu, thêm cả tên Lon Ton nữa. Sóc Sandy đã chuẩn bị sẵn con xe hamburger siêu cấp VIP Pro, mọi người lên xe phóng vun vút ở nhà lao. Bọt Biển đang trầm cảm vì không thể cứu Gazi lại còn bị bắt nữa. Cậu đột nhiên nhớ ra đồng xu, có thể nó là thứ giúp được cậu, nhưng nhớ là hôm qua hai người đã dùng nó đặt cược rồi, chỉ vì đồng xu mà hai thằng cu cãi nhau chí chóe. John Wick lại xuất hiện, nói rằng ngu thì chết có tội tình gì đâu. Sandy và mọi người lúc này đã có mặt tại Vương quốc Atlantic, giờ hành quyết đã tới. Bọt Biển và Ba Trích bị đưa ra tòa, cụ đi chân lạnh toát rồi bu em ơi. Tòa chuẩn bị tuyên án tử hình thì đột nhiên điện bị cắt. Sandy xuất hiện muốn làm chứng cho Bọt Biển, rồi đến Ba Trích, tất cả mọi người bạn của Bọt Biển đều muốn giả thoát cho cậu. Họ ca hát làm cả khán phòng nhảy nhót theo tiếng nhạc, nhà vua từ đó cũng nhún theo. Rồi thì nhún xong thì chuông ra khỏi đây thôi. Thì ra cả lũ đã tậu sên con đi từ lúc nào. Vua Poseidon kêu lính đi bắt mọi người lại, cả lũ trốn vào trong bôn giáp chiến sĩ. À há giờ thì ai là kẻ to lớn hả? Lon Ton chỉ huy mọi người đánh trả bọn lính, Sandy đạp cho một tên bay, mấy quả bom lăn ra, bộ giáp bị ngã nhào rồi lao tới hạ hết họn lính. Thì ra bên trong còn mỗi ông mực, bọn kia thì trốn hết mới ảo, ông ngã khỏi cửa sổ. Bọt Biển cùng đồng bọn chạy xuống cầu thang, lấy tấm vải ra đỡ, mà đỡ hụt. Mọi người nhanh chóng bị quân lính bắt lại, vua Poseidon xuất hiện. Ông nói rằng đã lâu rồi chưa có tiết mục nào làm ông vui như vậy. Thế nhưng Bọt Biển vẫn phải đưa cho ông con sên, cậu nhớ lời John Wick dạy, phải dũng cảm đối đầu với thử thách, cậu quyết định từ chối nhà vua. Cậu nói rằng hôm nay nhờ có những người bạn tốt cậu mới có thể thoát khỏi đây, còn nhà vua thì chẳng bao giờ có bạn để hiểu được cảm giác đó cả. Poseidon nghĩ lại thì thấy đúng thật, ông méo có một ai làm bạn để tâm sự mỗi ngày cả. Ông khóc nức nở như một đứa trẻ, Bọt Biển nói rằng, hãy để cậu làm bạn của ông rồi chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự mỗi ngày. Thế là đức vua đồng ý, ông buông xóa cởi tóc giả, răng giả, cớ bóp hóa thành mỡ chảy, ông tự nhiên cảm thấy tự do hẳn. Poseidon con thả hết ốc sên bị giam cầm ra, thế là từ đó, ở thị trấn Kitty, mỗi người đều có một chiếc ốc sên để nuôi, mọi người lại trở về cuộc sống bình thường vốn có. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye!